Trung xin chào tất cả anh em nhé. Hôm qua là có một cái anh bạn hỏi điện thoại đến hỏi cái máy, tìm cái máy chạy xuồng chạy ghe gì đó, nhỏ nhỏ cỡ 90 ly vừa vừa tầm thôi để thay thế cái con Kia 25 ấy. Mình mới nói là thôi cái dòng Kia đó, anh em tìm Kia 25 mình nói thôi mình có thể dùng mấy cái dòng này là thay thế nó được này. Ở đây mình có sẵn dòng Kia 25 thì thật ra trên xe mình cũng còn con cắt ra bán cũng được, nhưng mà dòng đấy nó xài sam chậm nổ, xài bực bội lắm. Mình khuyên anh em chuyển qua cái dòng phao này nè. Mình nói mình đang sẵn cái con phao nhỏ nhỏ, cái con Nissan SD22 này thì anh em thấy rồi, 83 ly có vẻ là không đủ công suất. Thì đây mình còn một cái con phao CA. Thì mình đưa vào cái tem, nói về cái tem trước nhé. Xe 498, 98 ly nhé nè. 98 ly. Công suất là 62.5, khoảng 82, 83 ngựa gì đấy. Vòng tua 3.600 nhé. Không turbo nhưng mà cái con này tua vẫn rất là cao luôn. Không hẳn là turbo là tua nó tăng đâu anh em. Tăng áp là nó chỉ tăng công suất thôi. Có nghĩa là cấp nhiều oxy vào, tăng lượng dầu vào đốt nhiều. Đốt nhiều dầu nhiều oxy thì nó tạo ra nhiều công suất thôi, chứ không có nghĩa bọn nó không có nghĩa là cứ gắn turbo đó nó cao vòng tua đâu. Con này máy trơn vẫn 3.600 bình thường đây. Bét kim này. Con này thì trên con xe tải đang chạy về luôn, bởi vậy chắc cú 100%, không có sợ máy chết máy gì hết. Xe tải chạy về rồi mình chặt. Đây là nguyên trạng nhé, nguyên trạng chặt trong xe ra nó còn cả cái hộp số như thế này này. Còn dính đầu đâu lung tung hết trên con xe tải tấn 8 vậy đấy, tấn 4, tấn 8 vậy đấy. Anh em xem dàn cò là nhìn ra chất của nó nha. Trắng tinh luôn, cái con này máy móc rất là sạch. Rồi, con phao 498. Con này sản xuất của nó nằm đâu rồi nhỉ? Để mình tìm đọc ngược cái số không khó thấy. Không có đáp nhỉ. À là 8 rồi. Okay. 250 kg sắp khô, có động cơ không bao gồm số. Nay vào cái vụ thanh long chín này, xe cổ chạy trước nhà ầm ầm hết, quay video cũng không nghe rõ luôn, để truyền LT rồi view xa rồi. Đấy, so với con Nissan SD22 đến hai con còn nằm trên cái sàn xe nhé nè, thước thì nó nhích hơn một tí. Cái thứ có vẻ nó lớn hơn một tí, lớn không nhiều, một thằng 9-9-10. Con Nissan này thì hôm kia mình có đăng một cái trailer lên, không có để tiếng gì hết á. Hôm nay cũng mang về, nó đang nằm trên xe ở nhà đây. Nước sơn nó còn bóng luôn, hàng bảy mà còn bóng luôn nhé. Còn cả nước bóng nằm rất là đẹp luôn. Đây nè, từng cái đường nét của nó, ốc chưa chạm nhé nè. Sơn zin đấy chứ không có dặm tuốt gì đâu, chỗ nào còn chốc thì chốc, anh em nhìn thấy là biết rồi. 38 ngựa, 83 ly. Con máy rất là sắc luôn. Cánh quạt sắt phía trước này. Có cái bô e kìa. Cái bô e nằm bên kia kìa. Bô e nó chụm đầu. Con này là hàng bãi nha nè. Một con Nissan này là hàng bãi, còn cái con này là hàng chặt xe của Việt Nam. Xe Trung Quốc. Con này đúng bãi Nhật. Nissan này thì chắc khỏi bàn. Để rồi mình sẽ làm clip nổ máy của nó. Lệch màu lung tung hết. Rồi chung kết thúc cái video giới thiệu với anh em hai cái con đầu máy như vậy. Anh em cảm thấy vừa ý cái con nào thì mình sẽ test nổ.
cái con đấy dễ dàng lắm. Con này cắm dầu, mấy con này cắm dầu là nổ thôi. Nói chung xin chào tất cả anh em nhé.